sinh vô hút cái bò dưới kìa. Hút cái bò dưới kìa. Xin vô làm hút cái bò nhá. Mẹ rồi. Chửi quá chửi, đi xin làm đi hút cái bò rồi. Đi vô xin làm hút cái bò nhá. Làm đi hút cái bò nhá mà, ông hút vào đây. Vào đây. Mẹ xuống coi ảnh như sao mẹ? Tự nhiên hôm nay xin đi việc làm mà xin hút bò là sao? Hút bò gì đó mà. Đó đó, đứng hút bò kìa. Rồi, đưa mảnh luôn rồi. Vậy tao đi dưới nha. Rồi, đi dưới đi. Bye bye. Cà rốt, bye bye. Bye con. Đi mẹ. Bye hết nổi nha. Rồi, đất coi. Chơi lớn hôm nay đi hút cái bò luôn. Chơi lớn hôm nay đi hút cái bò luôn. Chơi lớn hôm nay đi hút cái bò luôn. Tại mẹ chửi quá, hôm nay hai cha con anh dặn đi, hai cha con anh đi hút bò. Quậy quá chịu nổi. Xuống mẹ làm một trận rồi mẹ. Tự nhiên hôm nay xuống đi xin việc làm, tưởng nó xin gì. Xin làm hút cái bò. Tưởng đâu đi làm bảo vệ. Làm bảo vệ cũng được, tự nhiên đi hút cái bò. Hút cái bò. Đi đâu mẹ? Không có trong đây. Đâu có nuôi bò trong đây. Không có nuôi bò trong đây. Trời ơi bò quá trời luôn rồi mẹ. Ủa hai cha con ở đâu rồi? Chú có nhận hai người làm gì trong đây không chú? Có nhận hai người làm ở trong đây không? Có. Có. Chắc rồi. Chắc rồi sao mẹ? Chết rồi giờ sao mẹ? Mẹ, lúc chút cái cây này nè. Mày muốn ba gỗ không? Gỗ ba gỗ. Mẹ, kẻ đi ra này nè. Làm việc nhẹ mà lương cao nè. Đợi chưa? Ui quê, ngủ tưởng đi làm gì trời. Ngủ đi hút cái bò. Giờ sao mẹ? Bò da lắm mà được hút cái bò. Giờ xong đi ra mà. Rồi, cái này nhẹp rồi. Rồi sao này đi hút cái bò rồi? Sao? Sao? Đi bận mà. Hai mẹ con bị đâu hả? Con coi cái tía với anh Hải làm cái gì? Trốn vô đây làm mà cũng còn tía kìa. Tía ngủ đi làm này ngon lắm, 250. Sao đi hấu cướp bò hả? Kêu tưởng đi dắt bưởi. Vô đi cho. Ông rồi. Ông chủ vô rồi. Ông cho đi hút cướp bò. Ông cho đi hút cướp bò. Ông cho đi hút cướp bò. Ủa sao không cho hút ở trong chuồng á? Trời ơi chuồng. Chuồng trầm nhé. Chuồng khô hơn này mà. Chuồng khô. Kệ ráng hai cha con ráng làm đi, ngày nay lụm 500. Ôi ơi trời. Thú dữ không? Thử rồi. Thôi. Phải bánh bao ra. Làm cho người ta đàng hoàng. Mà nghe ai tắt tiền mày mày. Làm kiểu này người ta đuổi về rồi. Con tưởng là đi cắt bưởi. Bưởi đâu mà cắt. Mày dạ. Đi mần mày không hỏi, mày xứng xa xứng xác mà lãnh rồi mày phải làm cho xong nha. Thơm hết. Sao mẹ bịt cũ trang nha mẹ. Thúi chết. Trời ơi, nó nhão dữ rồi. Cái này phân bò người ta ủ mà. Chưa ủ hả? Trời ơi, lẹ lên. Làm cho ông mà biết chuyện này tao gọi. Để mất luôn. Mày lấy tiền ta, mày làm cho ngon lành cho mày. Con chia mẹ. Đi. Vĩnh Ba ơi, con chia. Thôi. Thôi, không dám chia, không dám nhận. Con dưới ta. Trong chuồng quá trời sao không kêu vô xúc chuồng cho nó sạch. Có, xúc ở đây trước đà. Sao mày không? Có mấy con bò nãy nó nhìn kìa. Để cho nước chảy ra đây. Nước không à? Kéo xin lên. Nhưng mà mày uống hoài vậy chứ làm sao? 73 hả? 73. Thanh niên. Con 30 ngàn thôi còn dưới cho mày hết. Rồi sao vậy? Làm mướn cho người ta. Làm gì cũng làm với hốt con bò. Con bò cũng là không chuyện này. Nếu mà hốt đàng hoàng thôi chứ. Hốt con thằng kia. Hốt con chuồng đi. Cho trong bò cũng hả? Ông có kêu hốt ở trong chuồng sạch sẽ không? Ông kêu hốt xong đi mới lãnh lương. Vậy là ông có biểu hốt ở trong chuồng cho hết không? Có tấm bò nữa. Mẹ mày rồi đi vô làm đi.
mà ông lãnh cưa cây cưa đồ vậy nè. Ông có mướn đâu người cưa. Ủa tôi đâu có lãnh đâu mà tự nhiên nhào nhào vô đây, vô đây. Làm vậy. Ôi, mẹ chỉ đi kiếm cha con, cha con thôi mà. Vô làm kìa, nhận tiền của người ta sao không làm. Trên luôn. Sao tí không có xiên nhê chứ mà sao anh nói vậy anh. Trời, hốt cực bọn hơn linh cha nữa. Phần bao gì mà ngồi cái mặt tối ở đây không ai trả tương ông nội nhỏ. Người ta kêu xúc mấy ba mới trả lời tiền. Giờ mình trốn giờ được không? Trời đất ơi, xúc nãy giờ được mấy bao rồi mà đòi trốn về ông nội. Cái lửa chỗ khô người ta làm trước rồi thấy không? Trời ơi. Mốt ngủ không gì ngủ làm nữa đâu. Ngủ cái gì? Đây đây. Ngủ đi mẹ. Lấy tiền rồi mày kêu tao. Ra ngoài đó, múc ngoài đó. Ông Thành đi tôi giúp cho. Dạ đi xúc nhau để rồi mặt một bát xúc ghê, nó đâu có nó vậy, nó đâu có bẹp dữ ra sau này, bẹp dữ ra mưa mà hầm mà mùi dữ ra thịt bò ăn ngon cứt mà cuối dữ vậy trả nó mắt luôn á. Ung cái khẩu trang nè rồi tao phanh cho mày bao thôi nha. Mẹ cảm giác đau mẹ. Tôi muốn chết luôn chứ sao. Thôi vậy thôi hả? Ngồi lên cái cây. Mẹ người ta chơi thuốc người ta mới ngáo, còn mẹ hết bò thì cũng ngáo. Mẹ cảm giác sao mẹ? Thúi chứ sao mà hỏi hoài hả bà? Ủa mẹ giờ 200 ngàn một ngày có đáng đồng tiền không? Đáng chứ. Đáng hả? Ừ. Còn đổ mồ hôi mới có đồng tiền. Bởi vì đâu dám xào. Trời, con miệng có ra đâu mà. Ủa hoài người ta xúc ta cũng ủa theo mày đó. Tôi thấy không ủa. Nè. Mưa tới rồi sao? Ừ, mưa nghỉ. Tôi nói ông để nắng vô xúc đi. Trời ơi, lỡ lên tiền ra rồi bà ơi. Lỡ chứ mưa xuống rồi chèm nhập rồi, giờ kêu ông cho nắng đi. Lên tiền xài hết rồi. Trời ơi, nó phun mọc rồi. Được chưa, hai nữa. Được rồi. Kéo lên đi. Rồi nó chảy nước à. Kéo lên, cái mạnh lên. Người sao? Đâu nó đi. Trời ơi mừng vậy ai ra công. Thôi giờ vô gì vô cái ổng ho không làm đâu. Trả cho ngược lại ổng 50 ngàn luôn á. Vậy vô định công đi. Thúi quá. Cho ta kêu ai ta kêu. Bà mẹ. Bà làm mà ở lợi làm với tôi đi. Vậy? Ở lợi làm với tôi. Thôi tôi nhận lương rồi mà mẹ. Nhận lương rồi. Thì ông vô ông thối tiền lại. Thối gì? Trời ơi cái mặt này gì đi thối tiền hả? Cái mặt đẹp trai mà đi mua đồ thiếu thì không mua mà đi hốt phân cho thúi. Hồi sáng kêu đi làm hay lắm, ngày 250, việc nhẹ lương cao. Đúng nhẹ, rồi, nhẹ lương cao. Cao cái gì đâu mà ba đâu có nói ví dụ mà thúi. Bây giờ có làm nữa không, tôi phành bao cho. Phành đi, vậy mẹ con mình chia. Chia gì mày phành bao mày ủa hoài mà. Gì mẹ làm đi. Đại lưng bao im. Vậy, làm lưng bao. Nặng mà. Cái bao kia nó ấy nước, chừng bao này đâu có nước đâu. Ừ lắm. Bao lắm. Bao lắm. Gắn trời. Có. Bao rách hết rồi. Cái bụng rách rồi nó cũng dục qua. Sao không đưa bao rách không vậy? Chết mà dùng ngoại ô người ơi gì nữa. Ở đây nha.
Trời ơi sao nó nặng dữ vậy. Mẹ mày chia gì mày đứng ở đằng kia không mà chia. Rồi mấy dính cái bòi kìa. Trời ơi chừng nào nó khô. Phụng tay coi anh ba. Trời nó ối thì ớn luôn á. Cái bòn ớn mà nó ối nóng thì ớn luôn à. Nhắc tao quá rồi mẹ. Vẫn lãnh như này đó ông nội ơi. Chê tao xúc con nâu đến nổi dữ rồi. Ở chỗ này dữ nhẹp dữ à. Xúc không gớm mà cái đống nâu ấy mới gớm à. Đừng có nhận mấy cái kèo này giùm con cái thôi. Kèo thơm mà. Thơm. Thơm đâu không thấy. Sao bây giờ lâu mẹ nhăn mặt với mẹ. Nó hấp, nó bóc lên. Nó hấp, nó bóc lên là bóc cái gì mẹ. Bóc cái hơi thúi. Được rồi đó. Cái bao khác với hải ca ơi. Được rồi. Thôi mà định công mình về mẹ ơi. Mẹ ra trả thành công cho người ta đi. Mình về mẹ đừng lấy nữa mẹ. Cha con mày lãnh đâu có lãnh đâu mà kêu tao định công. Mày đi vô đây chơi. Tôi đi chơi. Lãnh gì không lãnh, lãnh không có bò. Ngày nào không ngày. Phân bò này tao bán nhiêu tiền mẹ? Hả? Hay là đậu tao bỏ phân chứ bán gì. Con bò mới ỉa kìa vô hốt đi anh. Ai mà bị chân nước rồi á, bò đang nghỉ nè, thọt cái giò vô. Đúng rồi, nó hết luôn. Ừ, vậy mà nó hết á. Chân nó bị nước gót á. Thì nó hết, nhưng mà hết nguyên giò. Vô đạp thiệt cái bộ. Thôi. Ai mà ủa, ối ối, thằng lên đút cái mặt nó á. Mẹ vô trong còn giỏ hai con bò nữa kìa. Nó làm hai bao mà sao vậy vậy trời. Mẹ đạp cái bò kìa. Đinh không có bà ơi. Đạp cái bò kìa. Ủa vô có vội nước sẵn kìa. Còn hai con bò nó mới được về. Ba con ông đi làm gì mà tới giờ không về, đi đi vô tôi kiếm. Cái bò không à. Ba lãnh cái kèo này kèo kèo thúi gùm luôn chứ. Vô trả nó ngược lại ông 150 rồi ba ơi. Không. Một cái ghe cho mẹ nó tốt rồi. Ghe hốt đâu có nghỉ rồi. Sao cái chuồng ghe không này. Thôi vô. Chào đồng hương mẹ. Chào các bạn. Có nghề này các bạn à. Sao mẹ. Sao mày thổi đít tao mẹ. Mẹ vô đây ổng hốt vô dụng nè. Mẹ chân còn cỏ nè nghe mẹ. Sao bắn mày ạ?